quả báo bất hiếu. Con bất hiếu, cháu vô tình, ác tâm bỏ mẹ, cha đối chết. Thử hỏi thế nhân, tình nghĩa đâu? Trời xanh chẳng tha thứ tội này. Láng giềng kể tôi nghe câu chuyện xảy ra tại quê họ. Hỏi rằng, đây có phải là nhân quả báo ứng như Phật nói chăng? Tại thôn X, huyện Y, thuộc tỉnh Cát Lâm, có một gia đình 8 người, trong một thời gian ngắn, xảy ra bi kịch, mà khắp 10 phố 8 quê ai cũng biết. Tuy đa số không hiểu Phật Pháp là chi, nhưng ai cũng cho đây là báo ứng. Hai vợ chồng trong gia đình này, suốt bao năm dốc sức cày cấy nuôi dưỡng 6 người con, gồm 3 trai, 3 gái, lo chu toàn trách nhiệm kẻ làm cha mẹ. Họ cưới dâu, xây nhà cho con trai ra riêng, sắm đủ của hồi buôn để gả con gái. Thực hiện chu toàn những việc này không phải dễ. Rất vất vả, khó khăn là điều hiển nhiên ai cũng thấy. Người cha do lao lực quá độ mà bị bệnh, rồi qua đời. Trong thôn, ai cũng thở dài, cảm thán, nói ông bệnh khổ. Nhưng bà vợ của ông mình lại càng khổ hơn. Vì ông chồng mất chưa đầy một tháng, thì bà vợ bị xuất huyết não, dẫn đến bản thân bất toại phải nằm trên giường. Tuy bản thân có thể dùng tay trái ăn cơm, song không thể đi vệ sinh hay tắm rửa, rất cần có người dìu đỡ chăm sóc. 6 đứa con, gồm trai lẫn gái, và 6 dâu rể, tổng cộng là 12 người, chưa tính đến cháu, đã đối xử thế nào với người mẹ cả đời gian khổ này? Mới đầu, họ sắp 2 người một bang, luân phiên chăm sóc mẹ. Nhưng chẳng bao lâu, vợ chồng 3 đứa con trai cảm thấy rất chán ngán, phiền mệt, nên trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện. Do giữa các nàng dâu và mấy cô con gái bất hòa, thường đổ ra gây cãi ầm ĩ. Vì vậy, họ cấm không cho bên con gái đem cơm chăm sóc cho mẹ nữa. Mới đầu, 3 đứa con trai còn cho mẹ ăn uống chút đỉnh. Sau đó họ nghĩ rằng, nếu ăn uống, thì phải đi nhà xí. Nên 3 con dâu bắt đầu giảm khẩu phần ăn cho mẹ chồng. Có khi cả ngày không cho bà dùng gì. Do con gái cùng 3 nàng dâu không hòa, cho nên 10 ngày nửa tháng, họ cũng hiếm khi đến. Có lần, 3 cô con gái đến thăm mẹ, phát hiện bà yếu đến không còn sức, ghé tai sát vào, mới nghe bà thều thào. Mẹ đói! Mẹ đói! Thế là, họ tìm chút gì đó cho mẹ ăn. Nào ngờ, 3 nàng dâu thấy vậy phát thịnh nộ, vội chạy đến chỗ mẹ chồng, lớn tiếng quát. Trời ơi! Mới ăn xong 2 chén cháo mà còn đòi ăn nữa! Trời đất ơi! Làm vậy á, khiến con gái của bà tưởng tụi tôi bất hiếu đó! Nhờ 3 cô con gái kiên trì, cuối cùng bà cũng được dùng chút ít. Lúc cho mẹ ăn, 3 cô con gái thừa dịp 3 chị dâu đi vắng, bèn luồn tai vào, sờ thấy bụng mẹ hớp gầy, chứng tỏ lời 3 chị là dối trá. Thế là hôm sau, 3 cô con gái đem đến cho mẹ 6 cái trứng gà. Bà mẹ ăn ngấu nghiến, chốc lát đã hết sạch. Sau đó như được tăng sức lực, bà mách nhỏ với 3 cô con gái. Tụi con mà không đến, thì tụi nó, con đứa cũng không cho mẹ ăn nữa. Tụi nó muốn để cho mẹ chết đói đó. Bữa nay, được ăn ngon quá. Mấy ngày sau, 3 cô con gái mang đến cho mẹ thức ngon để tẩm bổ. Đang cho bà ăn, thì bị 3 con trai nhìn thấy. Họ liền vào giựt, ném xuống đất, dùng chân chà đạp lên thức ăn, phẫn nộ mắng em không được cho mẹ dùng. Viện cớ là bệnh xuất huyết não, không thể ăn đồ bổ, dễ bị xuất huyết. Họ bảo, mấy cô đó, đừng có tới cho mẹ ăn, rồi không chịu cưu mang nha. Các cô á, mà làm cho mẹ chết á, thì ai chịu trách nhiệm đây? Muốn lo cho mẹ á, thì hãy rước về mà lo, đừng có mà cho ăn mà không chịu cưu mang à. Trời ơi! Nếu có hiếu á, thì đem về nuôi đi,
mỗi lần tới, đem đồ ăn, thật là giả tạo. Cứ đòi ăn hoài, bà ăn rồi bà cứ đi, bà ăn rồi đi rồi hoài, ai chịu nổi? Chuyện trong nhà họ chẳng mấy chốc đồn vang. Không bao lâu, nơi sân họ vọng ra tiếng khóc lóc kêu gọi mẹ thảm thiết. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Sự dẫn thân bỏ mặt mẹ đối khác đã khiến bà cụ số mệnh khổ đau, bất hạnh, phải sớm lìa đời. Tiếng các con bà khóc than kêu gào nghe vang trời động đất, họ mặc áo tang đưa mẹ đi chôn. Giấy tiền vàng được ném đầy lên không, bị cơn gió lạnh phẫn nộ thổi bay tứ tán. Một tháng sau, cậu con cả bị nghẽn mạch máu não phải đi vào bệnh viện tỉnh. Tuy được cứu, nhưng trở thành bán thân bất toại, sau đó tay chân bị co rút. Cậu cả xuất viện mới một tháng, thì cậu hai và nàng dâu cả nối tiếp vào bệnh viện. Họ cũng bị chứng nghẽn tắc mạch máu não. Được 12 ngày, hai người này chưa xuất viện, thì cô con gái thứ hai cũng bị đồng chứng bệnh trên, phải nhập viện gấp. Cô con gái thứ hai xuất viện được 2 ngày, thì nàng dâu thứ ba cũng vào viện, không phải bị nghẽn mạch máu não, mà bị thủng bao tử. Nàng dâu ba còn đang điều trị, thì chàng rể thứ ba bị xe tông văng ra xa hơn 2 mét, lúc đưa đến bệnh viện. Tuy còn thở, nhưng toàn thân xương cốt, đa phần, đều bị gãy. Xương gối trái thì đứt, gối phải dập nát, suốt mấy tháng liền không cử động được. Tính ra, người mẹ chết chưa đầy năm, thì con trai, con gái, dâu rể đã liên tục nối nhau vào bệnh viện. Người nào ra viện cũng tốn hơn vạn tiền, có người bình. Trời ơi, bệnh viện tỉnh đã được gia đình các nghịch tử này nuôi tốt nha, vì thu được bộn tiền á. Trong thời gian đó, câu chuyện bất hiếu của họ được đồn vang. Một đồn 10, 10 đồn 100, ai cũng biết. Chuyện họ đã trở thành đầu đề cho mọi người bàn tán lúc làm việc, khi nghỉ ngơi. Mặc dù địa phương đó rất ít người tin Phật, nhưng trong lúc luận đàm, ai cũng nhất trí nói rằng, đây chính là báo ứng cho những kẻ làm con mà bất hiếu. Chuyện vẫn chưa hết. Cậu cả dù bị bán thân bất toại, nhưng hôm nọ, khi di chuyển qua đường, lại bị xe tông làm tổn thương não, thành người thực vật. Nghe nói đến nay, vẫn còn nằm trong nhà. Không bao lâu, thì cậu hai bị viêm gan, bị cơn bệnh dày vò hành hạ hơn 1 năm, thì chết. Sau đó, nàng dâu cả bị nghẽn mạch máu não cũng lìa đời. Đáng chuyện tôi kể rằng, cháu trai cháu gái nội ngoại của bà, đa số đều do một tay bà chăm sóc, nhưng lúc bà bệnh nằm viện suốt thời gian dài, không đứa nào ngó tới, nghe mà chạnh lòng. Chỉ mong các thiền tri thức dạy cho họ Phật Pháp, để chuyển biến vận bệnh xấu về sau này, nếu không, thiên lý trừng phạt công minh. Kết cuộc bi thảm của hầu bối bà thật khó mà tưởng tượng. Nghịch tử cố ý bỏ mẹ đối khác, ngầm hại chết mẹ. Tuy dân chưa mất, quan chưa tra, họ không bị quốc pháp trừng trị, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Những người con bất hiếu này, từng người một, đều thọ ác báo. Đây thật là, vạn sự vạn vật trên đời. Điều đang thuyết pháp, thiện nhân, thuyết pháp của thiện nhân, ác nhân, thuyết pháp của ác nhân, người, thuyết pháp người, súc sinh, thuyết pháp súc sinh. Bạn phải hiểu cho minh bạch, để mọi hành vi, từ ăn ở đi đứng, đều áp dụng pháp Phật đã dạy. Sống, phải hành xử như thế nào, là do bạn quyết định. Tôi đem những chuyện hiền thế báo ứng trong đời sống ghi vào quyển sách nhỏ này, chính là muốn cảnh báo nhắc nhở những người con bất hiếu nên sửa tà quy chính, nếu không, một khi ác báo tới, có hối cũng muộn màng. Các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha!